Dạ chào mọi người nha. Sáng nay thì em có về được một ít cây nóc của Mỹ nha. Đây là cây nóc của Mỹ, hàng chưa qua sử dụng. Thì số lượng đợt này nó cũng không có nhiều nha. Số lượng thì nó tầm khoảng 60 cái thôi chứ không có nhiều. Thì ở trên đây thì em chỉ để một ít để quay thôi. Còn lại thì em chưa có vệ sinh cho nên là em chưa có để lên đây nha. Đây. Rồi, giới thiệu chi tiết nha. Đây là cây nóc của Mỹ nè. Trên cái cây nó sẽ có chữ US nè. USVKCV nha. Hàng này là chuẩn xưa, đời khoảng 1970, tức là Mỹ sản xuất khoảng 1970. Cái dòng này thì cái đời tới 1970 thì nó sẽ không còn để năm ở trên cái cây này nữa nha. Ví dụ như đời 66 đổ về trước, 1966 đổ về trước thì nó có để là US 1965 1966. Còn cái này á thì nó sẽ không có để năm nữa, nó chỉ để USVKCV. Đó, cái này cũng vậy nè, USVKCV. Nó có hai hãng nha, USVKCV và cái hãng này nữa. Đây. Mọi người nhìn cái hãng này, US Meco nha, US Meco. US Meco thì cái quay nó sẽ sáng đẹp hơn. Nhưng mà nhìn cái hình thức cái ca kiểu như mấy cái góc này, mấy cái mí này người ta dập nó sẽ không có được đẹp. Đó. Người ta dập nó sẽ không đẹp bằng cái ca của hãng USVKCV nha. Còn tất cả là hàng chuẩn xưa, chuẩn của Mỹ thời xưa, cam kết với mọi người nha. Rồi chất liệu cái ca này là bằng inox, còn cái quay này là bằng thép nha. Ca này là bằng inox nè. Bằng inox, khi nào mọi người dùng nhiều á thì nó sẽ lộ cái lớp sáng sáng nè, đây nè, nó sẽ lộ cái lớp inox ra. Còn đây bây giờ là hàng của Mỹ mà chưa sử dụng á, nó sẽ có một cái lớp gam mờ, thì mọi người nhìn nó sẽ móc móc giống như là nhôm vậy đó. Nhìn cái màu xám xám giống như là nhôm. Nhưng mà bên trong của nó là inox nha. Mình dùng vài bữa thì nó sẽ lộ cái lớp inox ra, nó sáng vậy nè. Đó, nó sáng vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Kiểu như đây là nó trầy cái lớp gam thì nó lộ cái lớp inox ra. Còn ca này là đảm bảo ca inox của Mỹ thời xưa nha. Nói chung có nhiều anh em á họ nói á là ca này không phải của Mỹ, tại vì của Mỹ thì nó sáng bóng hơn. Thì cũng xin giải thích với anh em luôn, là tại vì anh em chỉ được xài những cái ca mà của Mỹ hồi xưa họ để lại, thì những cái ca cũ thôi. Tức là hồi xưa khi mà anh em đã sử dụng là những cái ca đó là ca cũ, chứ anh em chưa bao giờ được cầm những cái ca mới như thế này, cho nên anh em sẽ không biết được là cái nguyên bản của cái ca Mỹ nó như thế nào. Nguyên bản của nó là nó phải còn nước gam như thế này mới đúng. Còn nhiều anh em cứ thấy cái ca mà inox của Mỹ là nó sáng bóng thì kêu cái đó mới đúng Mỹ, còn cái này không đúng của Mỹ là không đúng nha. Cái đó anh em về cứ nghiên cứu lại. Tại vì anh em chỉ được dùng ca cũ thôi, chưa được dùng ca mới, cho nên là anh em không biết. Còn đây mới là ca mới chưa sử dụng nè. Thì cái phần ca này bằng inox, còn cái quai này bằng thép. Vì cái quai bằng thép cho nên lâu năm á thì cái quai này nó sẽ bị ố nè. Đó, nó bị ố vàng, ố đen nè. Đó, nguyên bản cái màu của nó là gọi là 7 màu, nước gam 7 màu như thế này. Nhưng mà lâu năm á thì nó sẽ bị ố một xíu. Đó, nó bị trắp cái lớp mạ 7 màu đó, thì nó lộ cái lớp kẽm bên trong. Nói chung cái nào cũng vậy nha. Đó, như cái đây thì nó bị móc móc cái lớp mạ 7 màu nè. Đó, ca này thì mình có thể bật ra để mình, đó, mình cài cái quay vô. Đây là cái tay cầm của nó nè, tay cầm của nó. Và lưu ý là ca này nó sẽ không có nắp nha, tại vì ca này nó gắn vô cái bình tông. Đây, giải thích thêm luôn là anh em, nhiều anh em cứ hỏi là ca này có nắp không, tại sao không có nắp. Là lý do là tại vì hồi xưa người ta sản xuất ra là để nó đựng trong cái bình tông như thế này, xong nó có một cái bao nữa để làm một cái bộ bình tông, cho nên nó không thể nào có nắp được. Nó không thể nào có nắp được nha, tại vì để đút cái bình tông vào đây nè, xong rồi bỏ vô một cái túi nữa thì nó thành một bộ, cho nên nó không có cái nắp nha. Mọi người lưu ý giùm em, chứ nhiều anh em cứ hỏi tại sao không có nắp. Rồi thì giá em bán ca này là 300 ngàn một cái nha. Giá công khai 300 ngàn một cái. Vẫn là free ship mọi miền tổ quốc. Còn nếu mọi người lấy 5 cái thì giá 250 ngàn một cái. 5 cái giá 250 ngàn một cái nha. Còn 10 cái trở lên là giá 200 ngàn một cái. Tức là 10 cái là 2 triệu đó, 20 cái là 4 triệu. Đó là giá nó có theo cái mức luôn nha. Dưới 5 cái là 300 ngàn một cái. 5 cái đến 10 cái thì giá nó là 250 ngàn một cái. Còn 10 cái trở lên
thì giá của nó là 200 ngàn một cái, là 10 cái 2 triệu, 20 cái 4 triệu, 30 cái thì 6 triệu là hết giá rồi nha. Nói chung là giá đó là hết thương lượng nha anh em. Nói chung bên em báo rất là rõ ràng, nói chung là giá không thương lượng nha. Bên em chỉ bao ship, free ship mọi miền Tổ quốc. Mọi người có thể đặt hàng là 0983880344, 0983880344 nha. Lưu ý giùm em là cái quai nó sẽ có bị đốm đốm như thế này đó, cái quai của nó là nó sẽ bị đen đen chấm chấm như thế này nha. Cái nào cũng vậy luôn mọi người, cái nào cũng vậy nha. Rồi mọi người đặt hàng thì cứ liên hệ với cái số điện thoại cá nhân của em nha. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. À quên, sẵn còn cái nón này, hôm qua có anh em hỏi cái nón này nè. Thì đây, đây là cái nón màu cảnh sát giải chiến nha. Cái này là nón được may từ cái vải Mỹ thời xưa, tức là nón này thì mới may bây giờ thôi, may từ cái vải Mỹ thời xưa. Nón này là nón 8 cạnh, may theo kiểu 8 cạnh nha, rất là đẹp. Vòng đầu là 56 nha, vòng đầu 56, vòng đầu 56, 57. Thì giá của nón này 500 ngàn một cái, chỉ có một cái thôi. Cái này chỉ có một cái thôi nha. Rồi giá 500 ngàn một cái. Rồi, mọi người mua thì cứ đặt hàng với em là 0983880344 nha. Đây, em đổi cho mọi người xem nè. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha.